Note 10 cộng với loạt smartphone đầu bảng. Quá nhiều thông tin dò dỉ đã lấy đi tính hấp dẫn buổi ra mắt Galaxy Note 10 và Note 10 cộng, nhưng điều đó không thể thay đổi việc ra mắt bộ đôi Note mới là sự kiện quan trọng đối với Samsung. Giống như dòng Galaxy S ra mắt vài tháng trước, dòng Note giờ đây bắt đầu một hành trình mới thú vị về thiết kế và tính năng, mở rộng giới hạn của thiết kế smartphone và thiết lập các tiêu chuẩn mới cho các đối thủ. Đây cũng là lần đầu tiên Samsung tung ra hai chiếc Note riêng biệt cho cùng một thời điểm. Về mặt thiết kế, Galaxy Note Edge là chiếc điện thoại có màn hình cong đầu tiên của Samsung. Một thử nghiệm được chứng minh là khá thành công, vì hầu hết các smartphone hàng đầu của hãng này sau đó đều sử dụng màn hình cong như S6 Edge, S7 Edge, S8 Plus, Note 8, Note 10 và Note 10+ vừa ra mắt có vẻ là những smartphone tối ưu không gian nhất của Samsung từ trước đến nay với các viền màn hình cực mỏng, thiết kế hình chữ nhật với các góc sắc nét của Note 10 và Note 10+ so với hầu hết các smartphone hiện nay đều có các góc bo tròn khiến flagship của samsung có chút đặc trưng riêng biệt